Thanh niên Thượng Hải đến bệnh viện treo cổ để kéo giãn cột sống. Nhiều người bơi trong nước lũ dưới chân tượng Lạc Sơn Đại Phật. Thông báo xả lũ trễ, người dân Thiểm Tây, Hà Nam bị lũ cuốn trôi. Trung Quốc chi 350 triệu nhân dân tệ cho các tỉnh tái thiết sau lũ, người dân phàn nàn quá ít. Thanh niên Thượng Hải đến bệnh viện treo cổ để kéo giãn cột sống. Gần đây, tờ Xinmin Evening News của Thượng Hải đưa tin, một số cư dân mạng đã đăng một cảnh hài hước ở Bệnh viện số 6 Thượng Hải cho thấy nhiều người trẻ tuổi đang ngồi thành một hàng dài trong phòng khám và cùng treo cổ trên một chiếc đai kỳ lạ để trị liệu thoái hóa đốt sống cổ. Trước cảnh tượng này, nhiều người đặt câu hỏi rằng Bệnh viện thứ 6 Thượng Hải đang thực hiện dự án gì vậy? Một số cư dân mạng phản hồi, đây là phương pháp kéo đốt sống cổ, đồng nghiệp của tôi ngày nào cũng treo cổ như vậy ở nơi làm việc. Nhiều người cũng chia sẻ kinh nghiệm vào bệnh viện treo cổ để trị liệu. Có người cho biết, một số thanh niên đến trị liệu ở khoa phục hồi chức năng bệnh viện số 6 đông ngang ngửa với số người già đến trị bệnh, mới 7 giờ sáng đã chật kín người. Một cư dân mạng chia sẻ, tôi đã làm rồi và nó đã chữa khỏi bệnh thoái hóa đốt sống cổ của tôi. Người nào làm việc quá lâu trên máy tính hãy thử đến trị liệu ở bệnh viện số 6 đi. Người khác bình luận, đây là bệnh hiện đại, một vấn đề phổ biến ở giới trẻ là hội chứng điện thoại di động, tất cả đều do điện thoại di động và máy tính gây ra. Một số người khuyến nghị có thể thử treo cổ ở nhà, một số người còn chia sẻ một số video hướng dẫn thực hiện trị liệu bằng cách này trong công viên. Tuy nhiên, đoạn video trên ngay lập tức khiến một số cư dân mạng lo lắng, liệu vặn đốt sống cổ không đúng, bạn sẽ gặp rắc rối. Theo lời nhắc nhở của bác sĩ, loại trị liệu này có những rủi ro an toàn nhất định và có thể gây tổn thương dây thần kinh cùng tủy sống. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến liệt nửa người. Không phải ai cũng phù hợp với phương pháp này và việc điều trị kéo đốt sống cổ cần phải được thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và không được bắt chước một cách mù quáng. Nhiều người bơi trong nước lũ dưới chân tượng Lạc Sơn Đại Phật. Vào ngày 21 tháng 7, một đoạn video lan truyền trên Internet cho thấy cảnh nhiều người đang bơi trong dòng nước lũ chảy xiết dưới chân tượng Phật khổng lồ ở Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khiến cư dân mạng không khỏi bàng hoàng. Trong video, một nhóm đàn ông cùng phụ nữ trung niên đang bơi trên sông dưới chân tượng Lạc Sơn Đại Phật, nhiều người còn giơ ngón tay cái lên trong dòng nước lũ. Ngoài ra còn có hai người cầm phao cứu sinh trôi theo dòng lũ cuồn cuộn, hào hứng cổ vũ. Phía sau nhóm những người đang bơi này là tượng Phật Lạc Sơn Đại Phật, dưới chân tượng Phật có hai con tàu du lịch đang đi theo. Đoạn video cho thấy nước sông đục ngầu và chảy xiết, tuy nhiên những người này dường như không hề sợ hãi mà vẫn thoải mái bơi lội và thả trôi trong dòng nước lũ. Sau khi đoạn video lan truyền trên Internet, khiến cư dân mạng không khỏi cảm thán, thật dũng cảm. Một cư dân mạng còn cho biết, là một người Lạc Sơn, tôi không hề ngạc nhiên chút nào, những chuyện như vậy xảy ra hàng ngày. Năm ngoái tôi về quê chơi và thấy nhiều người bơi lội mỗi ngày. Phản hồi lại đoạn video trên, nhân viên tại khu du lịch Lạc Sơn Đại Phật ở Tứ Xuyên cho biết, khách du lịch không được phép bơi lội dưới sông. Nhân viên chi cục Đại Phật cũng cho biết, đây là tuyến đường thủy có nhiều thuyền bè qua lại, người dân không thể bơi lội ở đó vì rất nguy hiểm. Được biết, những vận động viên bơi lội này đến từ một hiệp hội bơi lội mùa đông ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Các thành viên đều là những người trung niên và cao tuổi, họ thường bơi ở sông trước tượng Lạc Sơn Đại Phật. Thông báo xả lũ trễ, nhiều người dân ở Thiểm Tây, Hà Nam bị cuốn trôi. Kính thưa quý vị, thời gian vừa qua, nhiều hồ chứa nước ở Trung Quốc bất ngờ xả lũ gây ngập lụt khiến người dân không kịp trở tay. Mới đây, những nạn nhân của thảm họa ở tỉnh Thiểm Tây tiết lộ rằng do chính quyền địa phương đưa ra cảnh báo xả lũ quá muộn nên một số người dân chưa kịp chạy thoát đã bị lũ cuốn đi. Vào ngày 21 tháng 7, cư dân mạng Trung Quốc đã đăng một đoạn video cho thấy sau trận lũ kinh hoàng quét qua địa phận Tạc Thủy, tỉnh Thiểm Tây, thị trấn Thạnh Bình đã ngập trong bùn đất và nhiều nhà cửa bị cuốn trôi. Thông tin liên lạc ở các làng cũng bị gián đoạn, hệ thống điện bị hư hỏng, đất nông nghiệp bị phá hủy và đường xá bị sạt lở. Những người dân làng thoát chết trong gang tấc vào đêm ngày 19 tháng 7 đã mô tả rằng một trận lũ lụt bất ngờ xảy ra khoảng 10 giờ đêm ngày hôm đó và hồ chứa Mạnh Trụ Sơn đã xả lũ, nhưng vì thông báo quá muộn nên cả ngôi làng đã bị xóa sổ, có hai mẹ con trong làng đều bị lũ cuốn trôi. Dân làng thức suốt đêm nhưng vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ của chính quyền. Trong nhiều ngày qua, có ít nhất hàng chục hồ chứa Hà Nam đã xả lũ và gây ra lũ lụt ở Nam Dương, Chu Khẩu, Thương Khẩu cùng khu vực khác. Người dân ở Chu Khẩu tiết lộ, khu vực này đã trở thành nơi xả lũ, đường xá bị đào xới, nhà cửa bị ngập lún và diện tích đất nông nghiệp rộng lớn cũng bị ngập trong nước nhiều ngày. Tháng trước hạn hán, người dân phải gồng gánh tưới nước, tháng này nước ngập phải bơm rút nước đi hàng ngày, người nông dân khó có thể giữ được mùa màng. Nhiều video đăng tải trên mạng cho thấy huyện Đường Hà, Nam Dương, tỉnh Hà Nam cũng bị lũ lụt tấn công và nhiều cửa hàng bị thiệt hại nặng nề. Nhưng sau khi lũ lụt rút đi, cây trồng lại bị phơi nắng đến khô héo trên diện rộng. Ông Bạch, một người dân huyện Đường Hà cho biết, sau khi xả lũ, nhà cửa tan hoang, rất nhiều tài sản bị cuốn trôi và thiệt hại rất lớn. Người và xe cũng bị cuốn trôi, có thương vong nhưng quan chức không báo cáo, địa phương bị lũ lụt và cứu trợ đều sẽ phải gánh chịu áp lực lớn nên không được phép nói đến. Vào sáng sớm ngày 20 tháng 7, làng Tân Hoa, thị trấn Mã Liệt, huyện Hán Nguyên, Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên cũng hứng chịu lũ quét bất ngờ do mưa lớn. Quan chức địa phương cho biết có hơn 30 người mất tích, hơn 40 ngôi nhà bị hư hại và ít nhất 10 người được cho là đã thiệt mạng. Tuy nhiên, một người thạo tin cho biết quan chức đang nói dối để che đậy sự thật và toàn bộ ngôi làng đã biến mất hoàn toàn. Bên cạnh đó, sau khi mưa lớn và lũ lụt gây ra thảm họa ở nhiều tỉnh ở Trung Quốc, hôm 21 tháng 7, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, chính quyền Trung ương đã ban hành khoản cứu trợ khẩn cấp 350 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả sau lũ lụt ở các tỉnh Hà Nam, Thiểm Tây và Tứ Xuyên. Tuy nhiên, tin tức trên lại gây ra sự chế giễu và nghi ngờ trong cư dân mạng Trung Quốc. Trung Quốc chi 350 triệu nhân dân tệ cho 3 tỉnh tái thiết sau lũ, người dân phàn nàn quá ít. Vào ngày 21 tháng 7, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc đã khẩn cấp phân bổ 350 triệu nhân dân tệ đầu tư ngân sách Trung ương để hỗ trợ khắc phục khẩn cấp sau mưa lớn và lũ lụt ở 3 tỉnh Hà Nam, Thiểm Tây và Tứ Xuyên. Sau khi tin tức được đưa ra, nhiều cư dân mạng đại lục đã chế nhễu rằng 350 triệu nhân dân tệ cũng không đủ để người dân uống dù chỉ một chai nước khoáng. Lá gạch trên bờ sông có thể chi đến 200 triệu nhân dân tệ, nhưng lại chỉ chi có 350 triệu để cứu trợ thiên tai. Tiền cứu trợ hạn hán đến nay vẫn chưa được phân bố, lại đến tiền chống lũ, căn bản nhiều tiền quá, xài không hết, lại giúp làm giàu một số người. Một cư dân mạng nhận xét, chi 350 triệu nhân dân tệ để giải quyết việc tái thiết sau thảm họa. Việc này đơn giản chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Trước những thảm họa liên miên hàng năm, chính phủ không bỏ ra được một ngân sách kha khá để cứu trợ mà chỉ dùng những lời lẽ tuyên truyền để che đậy sự kém cỏi của mình. Sự chế giễu của cư dân mạng không chỉ là sự thất vọng đối với chính phủ mà còn là sự châm biếm sâu sắc về tình trạng tham nhũng và kém cỏi vô tận dưới chế độ độc tài. Sự thật là Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề quan tâm đến sự sống chết của người dân mà chỉ quan tâm đến quyền lực và lợi ích của mình. Trong 2 tháng qua, mưa lớn liên tục xảy ra ở nhiều tỉnh thành Trung Quốc, cùng với tình trạng lở đất và lũ lụt thường xuyên từ các hồ chứa ở thượng nguồn. Người dân cho rằng nhiều địa phương đã xả lũ mà không báo trước, khiến nhiều nơi bị ngập sâu vài mét, làng mạc, nhà cửa, đất nông nghiệp bị hủy diệt, người dân và cơ sở kinh doanh thiệt hại nặng nề. Con số thương vong được chính quyền báo cáo phần lớn đều bị dư luận nghi ngờ về tính xác thực. Có thể thấy từ phần bình luận trên các nền tảng xã hội Trung Quốc rằng mọi người đều đang phàn nàn. Chính quyền Trung Quốc luôn hứa sẽ kiểm soát lũ lụt hàng năm, nhưng lũ lụt năm nào cũng trở thành thảm họa và gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Theo truyền thông quốc tế, Ngô Quốc Quang, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Kinh tế và Thể chế của Trung Quốc tại Đại học Stanford của Hoa Kỳ cho biết, mặc dù thiên tai là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng việc chính quyền Trung Quốc không làm tròn trách nhiệm đã dẫn đến đủ loại thảm họa do con người gây ra. Ông Ngô Quốc Quang nói rằng, thái độ của chính quyền Trung Quốc đối với lũ lụt nói nhẹ là thờ ơ, tệ là coi thường mạng sống con người, dù là cấp cao nhất hay cơ quan chính phủ nào cũng đều không có mặt khi lũ lụt xảy ra. Ông Ngô cũng chỉ ra trong bài báo rằng, nguồn gốc của tất cả những nhân họa này rõ ràng là về tính chất cơ bản của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó chính là chủ nghĩa độc tài.